Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay rất vui gặp lại các bạn và chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ. Bây giờ thì mình quay trở lại với Smuler World và sẽ làm một cái video là làm thế nào để farm XP, tức là điểm kinh nghiệm cho quái thú hiệu quả. Hiện tại thì mình đã sử dụng kích XP và còn 4:31. Thì thời điểm sử dụng kích XP như thế nào hiệu quả? Thì thường thì các bạn chỉ có kích EIP trong vòng 12 giờ. Và mình nghĩ là các bạn sử dụng kích EIP trong vòng 12 giờ cũng đã là hiệu quả nhất rồi. Không cần thiết phải có kích EIP 3 ngày. Bởi vì là mua 3 ngày thì các bạn có thể được tặng kích EIP, hoặc các bạn có thể mua. Đây. Tí nữa chúng ta sẽ thử cài xem là có được tinh thể không nhá. Đây, các bạn có thể mua kích bổ trợ trong vòng 100 ngày. À, 1 ngày với 100 tinh thể và 3 ngày với 200 tinh thể, thì mua 3 ngày thì sẽ tiết kiệm được 100 tinh thể. Nhưng mà cũng không cần thiết lắm. Nhưng mà nếu mà các bạn rảnh thì các bạn hãy mua. Còn nếu mà không rảnh thì các bạn chỉ cần sử dụng kích EIP trong 12 giờ được tặng trong event, hoặc là một số lúc nào vui vui ấy, thì các bạn sẽ tặng. Mình cũng không nhớ nữa, nhưng mà mình cũng hay có cái kích này lắm. Thì các bạn sử dụng kích EIP 12 giờ như nào thì hiệu quả? Thì theo mình thì các bạn nên sử dụng sau 11 giờ trưa nhá. Sau 11 giờ trưa 12 giờ từ 12 giờ trở đi. Tại vì nếu mà các bạn sử dụng sớm quá ấy, thì nó cũng không có tác dụng gì nhiều. Thì các bạn sử dụng sau 11 giờ trưa như mình. Thì đến 11 giờ đêm ạ, thì các bạn lại được sử dụng quái thú của bạn bè. Và khi sử dụng quái thú của bạn bè thì các bạn sẽ nhận được nhiều XP hơn. Đấy là điều thứ nhất, đấy là điều thời điểm sử dụng. Thứ hai là farm map nào. Farm map nào có nhiều XP thì các bạn nên farm. Đây, Faemon. Nên farm ở Faemon. Và các bạn có thể đánh Faemon heo nhá. Faemon heo thì các bạn có thể đánh được map nào thì các bạn đánh map đó. Thì bây giờ mình chỉ đánh map này thôi, tại vì map này vừa nhanh. Mà con Lapis của mình thì mới chỉ đánh được map này thôi. Thì con Lapis, các bạn lắp run như thế nào để con Lapis có thể farm được map này? Thì các bạn, mình có hai gợi ý lắp run cho con Lapis dành cho các bạn. Đây nhá. Con Lapis của mình thì sử dụng set máu thù và choáng. Được chưa? Và một gợi ý nữa dành cho các bạn, đó là các bạn sử dụng báo thù và sử dụng hấp thụ. Sử dụng set báo thù và set hấp thụ. Thì con Lapis này mình vẫn chưa up hết, tại vì mấy cục đan này mới chỉ là đan 5 sao thôi, không được đẹp lắm. Thì mình chưa lắp hết. Ở khe thứ hai, mình khuyến khích lắp SP cho Lapis, bởi vì tốc độ của Lapis rất chậm, chỉ là 90 thôi. Khi mà đi cùng với đội hình chiến đấu của mình thì Lapis phải gọi là chậm nhất luôn. Mấy con kia đánh được mấy lượt rồi mới đến là Lapis. Thì các bạn lắp phản đòn cho Lapis thì sẽ giúp Lapis có được nhiều đợt tấn công hơn. Và lắp choáng để giúp Lapis có khả năng chống cự lại với đối thủ. Và Lapis mới được boss ở skill đầu tiên, nó là giảm 25% thanh tấn công đối thủ ở mỗi đòn tấn công với 50 cơ hội. Thì cái này nó cũng là cái thành quả đấu tranh rất nhiều của các summoner khi mà nói rằng là
con Lapis là con 4 sao đầu tiên được tặng mà nó cùi bắp quá. Thì đó các bạn, farm ở núi lửa Pheromone cấp độ khó thì sẽ nhận được nhiều XP hơn. Và thường thì mình sẽ farm những con nào, mình farm quái thú 2 sao lên mắc, farm quái thú 3 sao lên mắc, sau đó thì mình sẽ up sao cho những quái thú đó và sử dụng. Okay. Mỗi tuần mình sẽ mua ở cửa hàng mang hội một con Rainbow Mon 4 sao và cộng với farm cộng với tặng Evan thì mình sẽ có quái thú để up lên 6 sao. Đó. Vậy thì tổng kết ở video này, mình nói cho các bạn cách farm XP hiệu quả. Đầu tiên, đối với kích 12 tiếng thì các bạn nên sử dụng sau 11 giờ và tốt nhất là từ 12 giờ trở đi. Để làm sao để các bạn có thể sử dụng được quái thú bọn bè. Đây ạ. Các bạn sử dụng quái thú bọn bè sau 11 giờ, các bạn có thể sử dụng lại quái thú bọn bè và được nhiều XP hơn. Thứ hai là các bạn farm ở đâu? Farm ở núi lửa Pheromone cấp độ khó. Và các bạn farm gừng con gì để kéo thì các bạn dùng, dễ nhất là dùng Lapis với những văn mình đã gợi ý. Và video của mình kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Và nếu các bạn thích thì các bạn có thể cho mình một like, share và bấm theo dõi kênh của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Bye.